2006, Dương Bảo Tinh. Em đến từ trung tâm văn hóa thể thao và trường thanh thủy Đà Thái. Để các học sinh từ phổ thông dân tộc nội trú đi tham mắt. Tham gia hội thi lần này, em đã chuyên nghiệp thành phố trong cuộc thắng giải truyền thống. Với thắng giải và họ ít học sinh, sự hợp đầy sáng tạo giữa quốc phục và quốc hoa.